một cái đục bụi, chạy một cái đục bụi, mà lên cái đục bụi, vừa bụi là thua rồi. Lâu rồi đã thủ công mày rảnh rồi thì đi về Minh lại nha em. Mình chờ cho công bán mày. Mình đang công chờ Minh. Hả? Béo không? Hả? Cá thịt. Ok. Từ từ. Một co đầu tiên nha em. Đang đập cổ tay đâu ơi. Sọ cạnh thì chịu rồi. Thật là con đạp kích lắm. Chuyến đi. Cái này đuổi bay lên mặt vui nhỉ. Đi đi đi. Rớt rớt con này rớt. Ôi trời. Rớt. Chị cũng có cỏ trên em. Chết. Ôi. Rớt rớt rớt. Đi ngạo lắm. Em bảo ngạo đờ nữa. Con ấy diễn viên vì ngạo anh em ạ. Quả mập nha em. Ê đâu trúng gõ cơ cõi nha em. Con này trúng đàn rồi bay lên bày ngạo. Cứ lý nên nó bày ngạo thì cố gắng chịu thôi em ạ. Quả thật rồi nha em. Quá tuyệt vời. Ok. Anh em thấy phát bản đẹp thì tiếp một like, một subscribe ủng hộ mình nha em. Mình cần đi nhảy lên bên bản cũng được đấy em ạ. Con cò đàn ghê nhá. Cộng dừng mà nó không bay. Trời ạ. Con đặng nha em. Quá tuyệt vời. Con này con đuối rồi. Cứ lý này mà nó đứng nó nhìn kìa. Nên em thấy hôn không? Làm video mà những phá như này khó khéo tưởng em tưởng mình đem co ra gắn trở đây nữa. Béo không? Ố mà cái con nó chắc bị điên rồi. Ok, không mất thời gian của anh em ạ. Let's go, tiếp tục nha anh em. Thôi đừng có nhìn nữa à? À trời. Con trai bắt đứng cho con tháo. Con này.
cũng được. Có còi nhé nè. Con này thì ngay cổ rồi. Sập. Chết tại chỗ. Anh em thấy thú nó rặng như thế nào em? Anh em. Mình cảm nhận đi săn thú của mình đã sử dụng đấy rất là ổn định, bắn rất là thoải mái. Đợt này đang mình đi cũng ý gấp coi anh em ạ. Co nó đứng ở xa quá. Anh em nào có nhu cầu mua thú nổ trắng thì trực tiếp gọi cho mình để đặt hàng sớm nhá. Còn lại bên chỗ phía Zalo thì mình sẽ đẹp bằng trả lời cho anh em, nhưng mà hơi chậm một tí nha anh em thông cảm nhá. Triều Thuận. Cái này rửa chân rửa căng. Chiên đậu. Ngay đây luôn nha nè. Ngay cổ. Tại chỗ. Lúc chiến quá này cạnh nè này. Lực đàn quá dữ. Lực thốn đi quá dữ ấy nè mà. Ok. Tiếp tục nha nè. Nhìn em chết tại chỗ. Con này đấy như bãi đá về con này mà. Ui trời, máu dữ quá em ạ. Bố nhìn mua ngay góc này luôn. Cứ lý này mà đừng nhìn. Gom lại, gom lại, bao nhiêu gom. Bao nhỏ nhưng mà bỏ hơi bị nhiều đấy. Ok, tiếp tục nha em. Let's go. Chết. Chết. Phạch đẹp nha em. Lâu rồi mà thấy con huệt này. Thật sự. Chạy đi. Con cu quay, cu quay. Đó. Úi giời. Trời ơi.
Nín quá rồi. Mùa này ở chỗ mình có huyết đá này về rồi, nhưng mà chủ yếu bắn bữa tối nhé em. Bữa ngày thì hiếm khi gặp nó lắm. Mà gặp nó thì nó nhạt nó bay à. Con này thì mình bắn đúng vị trí này thì khuất. Hả? Con này béo phải không? Quả thiệt. Thấy màu à? À. Đây. Huyết đá nhé em. Con này là cả cục thịt luôn. Đây. Béo. Con huyết đen đầu tiên của mình đây. Lâu rồi mà bám lại được em nó. Con này thì chủ yếu là đi ban đêm. Biết chỗ nào ngủ là đi ban đêm thôi. Trời ơi, thẩm đàn rớt. Trời ơi. Chết đây. Súp. Lặng bay trời. Con nó trúng nó. Đâu nó? À. Con này bay ra đây nằm đây rồi nha anh em. Cá đó mới thẩm đàn đấy nè, mà mình bắn từ phía trong kia gần sát con bò á. Đấu thật. Có màu vàng. Cá đó nó mới lùi vậy. Công ơi, trúng ngay chỗ nào công? Trúng ngay chỗ nào? Một bên giữa người phải không? Trúng từ phía sau lên mà ra đây con bay ra đây gắn cương. Ok. Cuối cùng cũng lùng được em. Sao đỉnh lên? Đây. Đây là em có mình sỏi bên bí mà từ sau này lên này. Toác luôn ý. Thôi mà con gắn trời ơi. Quá tuyệt vời. Năng con mập thế. Mãi mình chạy qua đây mình tìm lại nó anh em ạ. Không bỏ nó chỉ chuyện này thôi. Tiếp tục nha anh em. Con nó chuyển hướng lắm mà đã đến bay đấy. Con lừa được con đây nha em, béo. Ôi, lắm anh, béo thôi rồi. Ôi trời. Trúng ngay một đi. Chiến cái. Cái con này, chiến nách trước. Chiến đầu tiên không? Ok. Ôi, bắn. Ôi, ok, tiếp tục tiến em. Nói chung anh em mình tranh thủ về nhà, đang trên đường về nhà anh em ạ. Đảo chỗ đảo cho ngàn ạ.